Xin chào cô chú anh chị đến với Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Bữa nay Dưỡng Út với anh Mập nó đi mò trang trang cả nhà. Thì nghe chú ba vườn, chủ vườn này nè, nói là mương này có nhiều lắm. Chú ba kêu có ăn thì ra bắt ăn. Thì do sáng nay quay phim nó hôm qua nó bị mắc mưa, nó hơi cảm cho nên là Hương đi quay thấy nó cả nhà. Cái mương này thì mương này thì nó không có cỏ, chú ba mần hết rồi cả nhà, nó trắng cho nên là hay có trang trang nọ, ốc thì ít. Hai con ba con luôn trời ơi, nó gà vậy á, nó gần bờ á. Hôm nay chị Hương mắc mưa rồi, ở phường nói thôi vậy em ở trên bờ luôn đi chứ không thấy chị Hương lại nổi xuống mà ồ, cái này có lý trời ơi. Ồ, hết nè. Quá trời luôn. Cổ vũ. Hai ba con luôn. Có hết luôn trời ơi. Nè. Mập quá nha. Nè. Con này con gì? Mập vậy? Con này con gì vậy? Con lấy cho chị con đi. Con này con gì? Trang trang sao nó mập vậy? Cho nó bị đột biến. Đưa đưa chị con. Có lý trời ơi. Con trang trang nó vậy cả nhà. Con, nó bự hơn nó bự cả nhà, nó mập lắm, nó bự hơn cái con chim chép á. Chim chép nó cũng giống vậy nè, nhưng mà nó cái loại nó chỉ nhỏ thôi chứ nó không có lớn. Con này nhỏ mình thả nó đi. Chèo 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 mò sát mé mé trời ơi. Sát mé nó ghim vô. Nó ghim vô sình, nó đưa nó lú cái đuôi ra. Cái đuôi hay cái đầu cái này. Em nghe nói là cái mấy cái loại này nó hay ở mé bờ. Nó lú cái đuôi quá à, nó lú cái phần dẹp dẹp trên nè. Có hết rồi, hết con bự bự luôn ta. Cái loại trang trang này thì nó ngon nhất là mình nướng mỡ hành nha cả nhà. Còn mình làm mấy món khác cũng được. Mình kho sả ớt hay là mình nấu canh gì đó. Làm nhân bánh xèo cũng ngon nữa. Cũng mình cũng làm được nhiều món không Liễu? Trang trang thì mình làm được nhiều món như hến thôi. Nhưng mà có cái thì nó thịt nó không được ngọt như hến. Cái thịt nó không được ngọt không? Nhưng mà cái bụt nó bự. Nó hơi dai nhưng mà được nó bự. Trời ơi, mà bắt hến mà bự được nè. Cái này có không anh Mập? Cái con hến này nó bự nữa. Cái này mình mò về mình ngâm ngày mai mình mới làm được. Ngâm đi mới cả nhà sẽ lỡ hết, hết con nào nó hết đúng rồi. Cái loại này nó ở dưới sình đó cả nhà, mình mò nó thì mình về mình ngâm nó đi hết cho nó nhả cái chất dơ chất sình ra đó, ngày sau mình nở luộc nó. Cái này mình gói bánh cuốn cũng có gì nó chân bày nè, chân bày nó ở nở có chọn nghe, thấy hào quá nha. Ừ, nở làm như là tập chung nữa. Nó bánh canh cũng ngon mà chị thấy cuốn gỏi cuốn ngon hơn nha. Hết này nó mới canh ngọt lắm. Ngon kinh điển. Thôi chèo ơi. Cái này chép chép nè. Thôi chèo ơi, ngồi ngồi như chèo ơi. Cái kia ngồi sao lưng. Đau lưng hả? Đau lưng. Mò cái này lâu lắm á. Chứ đâu phải mà mò lát đâu, khum lưng chịu không nổi đâu. Lát luôn. Còn chịu nổi. Chép nó mập quá ha. Đây. Ừ, đủ ha. Bữa nay Hương giúp Liễu không có mò. Hai ông này mò hơi bị lâu. Cái gì chứ mày hỏi. Có ngọt má. À, con chim chép trang trang này cả nhà, mình phân biệt được nè. Chim chép mới lớn là nó bự nhất. Còn chim chép nó rất là mập. Mập ha. Nó tròn do. Còn trang trang thì nó bự mà nó có cái sọc nó dẹp. Cái đề này của nó dẹp. Mà nhìn cái sọc nó đẹp quá ha. À, cái con này thì ăn ngon hơn con này nhiều. Con này nó dai, nó không có ngọt bằng con này. Con này ở trong nó có cái gan. Cái gan nó béo lắm. Nó nhỏ nhưng mà cái ruột nó bự lắm. Nó nhỏ nhưng mà ruột nó bự. Không, cái bé bên cầu kẹo giờ có là bé anh giờ hết hả? Bé này có được. Làm như nó gom hơn kia. Được nhiêu rồi Mập? Nửa thao rồi. Mò hồi tới đầu lắng luôn. Qua mưa khác đi em ơi. Ê chèo. Qua mưa khác đi, là mò khúc đi về. Mò thấy ham nữa mò chỗ nào nó có cái trộm. Hương cũng thích đi mò cả nhà. Mà bữa nay mất quay không mò được. Mò đây á. Đây luôn.
hai chuyến miền Tây không hay á. Hay chắc hai chuyến miền Tây mò trước mình nè. Nhất là út nhí á. Út nhí mò hay lắm, con không thấy mò út nhí mò con gì. Con hệt con hến. Mò như thấy nhiều hơn ai thấy. Qua đây chào ơi. Nó mò vậy chứ nó gình gình cái thao của Dương Út Tính ở sau lưng cái nó hốt. Ồ này bên đây có nè chèo. Mò nó đi mò dài qua đó. Ồ con bên đây con bự bự nó làm cái gần gần mấy kinh nè. Thằng nhãn nó ngon. Nè, thấy ha không? Sát tên rồi. Nóng cho cái nhãn là mê ha. Ừ. Nửa thao rồi, hơn nửa thao. Để đem kéo lên nè mập. Chèo mò nhiều hơn anh đó ta. Mà nói vậy? Trời ơi, mập ổng nặng nội. Thường mò hến nè, bự bự thôi nè. Trời ơi, hàm cả nhà. Trời hến con nào nó hết biết bự luôn rồi. Nhiều cả 7-8kg rồi ha. Nhiều lắm á. Về mình đã đãi rửa cho sạch đó rồi mình ngâm ngày mai mình chế biến. Chèo mò hết nhiều quá ta. Quá nhiều nhiều luôn nè. Rồi về lên nhớ Út ơi. Anh bắt con trang trang nhiều. À, lại có hai nền đó. Cả chục ký luôn á. Quá trời đi hết rồi. Tình tình chép. Nên về rủ hơi chim nó nướng mỡ hành đi chứ. Hết rồi. Chân trang này nướng mỡ hành thì nó phải hơn ha. Không mà. Để mập lên. Bữa nay ăn bắp nha. Bữa trưa. Sáng anh em thì cũng đi vườn cả nhà. Về lại chắc tiền. Thay thay gì ba qua làm cà phê không nha. Đang bệnh mà muốn đi cà phê này vô chắc hết bệnh luôn á. Nói giá chưa mình ngủ rồi mà ra mình ngủ mình có đi cà phê làm sao đâu. Uống giờ cái đã lắm rồi. Đi ra cà phê của con gái làm. Xin chào ông bà cô chú. Rồi mày cả nhà uống cà phê nha. Nè, thấy gọi chân luôn nè. Bắp này kêu bằng bắp gì nè ta? Bắp là bắp mới. Cái hột nó tím. Hột tím là trắng. Bắp này kêu bằng bắp hai màu. Hai màu. Bắp này nó mắc hơn cái bắp lọ bắp nếp mình chứ ta. Nó cần thấy cái con này nó hả ra gì ông tưởng nó chết. Hình như là cát rồi. Nó mập quá. Chứ nó cho Dương Út này cho nó ngon nè. Hôm qua thì gia đình Nam có đi mò được một số chăn trang. Hôm qua Nam cũng bệnh quá do là bị mất mưa là không đi quay được. Nhưng mà còn nhiều lắm nha. Nhiều. Còn nhiều lắm tại vì cái này là lựa mấy con bự nên mình nướng thôi, còn rộng nó nhiều lắm á. Hến với con vừa vừa. Nhiều. Kệ đi để clip sau mình kho xả mình làm nhiều kho béo cũng được. Cái lấy không được phân nửa lắm. Được. Ok. Để 8kg luôn. Mời cô chú anh chị ăn bắp với Nam nha. Ông Nguyên ăn không con? Không mà không được đâu. Ăn vô cái uống cà phê nó đắng. Mà để uống cà phê đi. Vậy đây em ăn cho. Mời cả nhà ăn bắp. Bắp này kêu bằng bắp gì? Bắp lai à? Bắp thì dở mà. Bắp lai quá. Nhưng mà nó ngon hơn cái bắp nếp mình. Nó mắc hơn á. Bắp thợt, bắp gì? Bắp nếp của mình á, ăn chục có ba mấy ngàn, ba chục ngàn. Cái này nó có 4 ngàn. Nó mắc nhất các loại bắp á. Mắc hơn bắp Mỹ nữa hả? Mắc hết luôn. Bắp Mỹ. Rồi mà cái nhà ăn bắp nha. Ăn bắp hai màu. Đã. Cũng phải đã hơn. Ngon hơn bắp rồi. Không uống rồi ăn vô nó bị đắng. Đắng. Đó. Không ăn bắp không? Đi ba lọt cho. Bữa nay thì gia đình Nam định cái món này là sẽ nướng mỡ hành. Thì ở đây cũng có chuẩn bị được một số dưa leo nè. Rồi cải, rồi rau ha, dưới hành nè. Bên đó thì cà. Số cà, sầu phổi, hành cá lóc. Nhà bị hành cá lóc. Do là không có quay chứ nhóm cũng vẫn đi kiếm ăn cả nhà. Cho nên trong nhà còn rộng hai con nè, nướng luôn. Cái rộng hoài nó cũng ốm đó. Bữa nay thì bà ngoại quay dưới anh Tèo rồi. Bà ngoại mới ra được, đang quay. Cũng có nhiều cô chú comment hỏi là cà trái xanh là cà gì. Thì chia sẻ với cô chú là giống cà này tên là cà phổi. Cà này có thể mình nướng hoặc mình chiên, mình xào mỡ, mình kho mắm rất là ngon. Cà bây giờ nó thay thế cái cà bóng đèn của mình hồi xưa. Có số cô chú kiểu như lâu quá mình không thấy lại á. Cái là mình quên cái là nó tại vì cái cà bóng đèn nó cũng y chang vậy nhưng mà trái nó bầu. Ở dưới đây nó trắng.
Ủa, có bọc hàng nào? Được, bữa nay khỏi hàng hả? Hàng, mình ướp này cháy cháy đi, rồi hồi thì nở gần tàn á. Dạ. Nướng này không có tàn nó đâu, đủ lửa rồi. Một hàng 10kg lay quay là hết có không chị? Gia đình nào hay nướng á? Cái nướng này nó cũng hao nướng thịt này kia á. Dạ. Nó hao than á. Ở đây có con cá bự lắm mà lâu lâu nó giận cái nó trong đây nè, vòng vòng ở trong đây không ra ngoài nha, lâu lâu nó giận bự lắm. Ở cái mương này thì nó liền dài vô tới đây luôn, nhưng mà năm nghĩ là nó chỉ ở là khu vực xung quanh đây thôi. Bữa nào lấy cái chài đi, lấy cái chài không mà để thả chơi đi, lấy cái chài văng cái. Hôm nay thì trời cũng mát cô chú anh chị, không có nắng lắm, hôi hôi à. Có sáng giờ có chuyển mưa mà ổng chưa mưa, có ngày hôm qua là mưa dữ hay đẹp? Hôm qua mưa, giá chiều mưa quá trời mưa. Ngày đó, hôm qua có mắc mưa đó đúng. Dạ. Ngày hôm qua luôn á. Ngày hôm qua mưa là khoảng có 11 giờ là mưa tới tối luôn đó kìa. Ừ, mưa dữ thiệt chứ. Cái này cái giòn á. Lại hả? Cái này nó thấy nó cũng héo luôn. Héo không? Cái lá nó dày. Dạ. Không. Nó khó héo. Ngon nó à. Héo nó cũng không có vừa rũ như là cải kia. Ngon nha, như cải xà lách nha. Cái kia cái lá nó quá trời mỏng à. Nhưng mà con biết là cải xà lách là người ta đi, người dân ta đi nhổ là nhổ lúc mà chờ cây kẹo cải nó héo á. Dạ. Nó không có bị gãy lá. À. Nó chịu mát. Rồi cái tới về mình về nhà cái mình nhúng nước cái nó tươi xanh với lại. Nhớ mua mấy cọng vàng cho mập thích ăn hạ. Nó vàng vậy nè, nó vàng vậy là vừa nè. Không nè. Cũng này than nhiều lắm ạ. Đây ạ, đây ạ, không ạ. Còn than, tới than ấm. Đúng không? Để vô cái nó xì xì nước nè. Nó sôi á. Cái sao hồi nãy hả miệng ra. Nóng là hả miệng ra. Cái này mình nướng than là yếu yếu là nó xì nước hồi là tắt luôn á. Tắt nước à. Tắt than luôn á. Ngậm nước vô hết nè. Đúng rồi, con này á mình sau này mình kinh nghiệm đi, lúc mà mình nướng phải không, mình đừng có ngâm nó. Mà nó khô luôn. Cho nó khô một vài tiếng vậy đó. Khô luôn. Rồi nó không còn ngậm nước ở trong cái không thèm nước. Chứ nó ngậm nó chữ. Ngậm không? Nó giữ nước, chữ nước mà. Nó nhiễu rồi, nó nhiễu nước chứ không? Chị Ngút nhớ hồi lần đầu tiên mình nướng mà mới mấy clip đầu tiên đó. Cái mình nướng ở trong cái nồi nhỏ đó nó không đủ than nó để lên nó nhiễu tắt hết chứ. Tắt hết trơn. Làm mỡ hành chị đâm muối ớt. Cái loại chan chan này thì nó sống ở nước ngọt của chú anh chị. Nó ở quê năm nhiều lắm, nó cắm dưới sình á. Nhưng mà sình đất nó hơi cứng tí nha, chứ sình mà nhão là nó không được. Sình nhão nó cũng không chịu. Dạ. Nó là cha mỏ hả Nam? Phải không? Nó ghim một khúc vô đây nè, cả khoảng nhiêu nè, sình nó lúa lúc gần khúc kìa nè. Ê sao vậy ta? Sao là nó ăn ta? Sao mà nó đâm vô sình không nhá? Ừ, nó đâm nó chừa khúc kìa nè. Gỡ nó ham á. Lucky, vậy nè, thả gì vậy? Lucky chịu chụp bộ hình nữa không? Năm bữa chụp rồi đó. Lưỡi. Bữa nay chụp nữa không? Cái lưỡi không khi nào mà để trong. Thấy cưng lắm. Mình đi đâu á mà nghe tiếng mình xuống đó là chạy về mình. Mình đang bên clip mà ngốc liễu rẹo thôi. Gọi là chạy về liền. Đang đi công chuyện cái bánh. Cái lưỡi. Cái này chỉ xíu mình làm mỡ hành cái mình chế thôi. Quá hấp dẫn nha. Nó hả gì chứ nó chưa chín nè. Chín xong nước ở trong nhiều còn cái này mà nước nó nhả xuống rồi cái than mình tắt luôn, than mình cái bụi than nó bay ra. Anh nghĩ cái này
khổ chê gặt cũng được, hạ cho sáng luôn, bởi vì nó nóng là nó nóng cái này nó đâu ăn nhầm gì đâu, phải không? Phải mình nướng cá sợ nó khác. Gỡ luôn đi. Cho đó kìa. Thôi, nó cái bụng nó không tốt. Nó bị đau bao tử hoài. À. Béo. Rồi, rồi béo. Chú anh chị nha. Thịt nhiều quá. À, nghe nè, ra nè, ra nè. Thế nữa không? Thôi, thôi. Còn đây. Ông gỡ rồi đó, ông gỡ rồi đó, con bắp đó. Chín nó khô rồi đó. Chín nó khô. Chắc ăn nạp khô luôn. Vừa mẹ. Quá chín luôn. Thành thấm thì đặc biệt là cái nước chấm. Cái này hồi trang vô cái này chứ chấm nó không dính nhiều. Mình gỡ ra vậy nè. Trang vô đây nè. Mình gỡ xong hồi bạch trang mở hành nha. Rồi mình rưới đậu phộng vô đây nè. Mình để lên mình nướng lại cái nữa. Rồi nó ngon. Nó nhiều ghê luôn á. Nó mập. Sáng mới sắm được 1 ký mỡ. Nướng quá khô rồi. Mình ăn cái nước mỡ hành cả nè. Cái Tết mình mới mốt mình kho khô. Là nướng nó hả ra là nó chín rồi đó nè. Còn nhóm giống ba của Hương thích ăn mỡ. Cũng có cô chú nói là ăn mỡ nhiều bụng đó. Nhưng mà ăn quen rồi cả nhà. Hai cá lóc ngon quá. Hai cá lóc ngàn qua thật lúng. Rất đủ kìa. Nó có chín rồi. Chín hay con. Cho nó ăn con đi, để con thôi. Được không? Lỡ mặt đó. Để ăn nó không tiêu đi. Cho nó con đợi ăn con nha. Hả, cho nó con cá lóc đi. Rồi, ăn chơi đậu nha. Chế gì là cái hành nó mới còn xanh. Mình nhớ mỡ nhiều quá thì ăn nó ngán, mình chế ít cho nó thấm qua hành nó chín rồi. Rồi. Cái đó mình chế lên rồi mình gấp ra đi ta. Gấp ra bên này ghê thôi nó khét à. Dạ, mập, gấp ra đi mập. Nó sôi nha. Em lấy cái ghế rồi mập để chứ còn than nhiều lắm. Đây Thảo Nguyên đưa qua đây này để phòng cho, để nóng, ôm tròn tròn. Nó sôi sôi nó thơm phức luôn ha. Dầu nó rớt, nó hành nó rớt xuống dưới lửa. Okay. Món này bữa nay anh Mập với Dương Út nhậu không ta? Nhậu. Món này nó nhậu là uổng lắm rồi nha. Phải nhậu. Cái món này là phải nhậu hả mấy anh khán giả. Món này nhậu là mấy anh khán giả món, đầy đó. Món này mà không nhậu là mấy anh cười chết. Giờ cái con này nè. À. Nhưng mấy con đó đó, đổ vô là khỏi sợ nó chảy luôn ha. Hấp dẫn quá. Ảnh lại là phải bưng lên. Xử lại. Cái lưỡi không khi nào mà để trong. Có khán giả nói là nó cười đó. nó le lưỡi là nó cười đó. Vui vẻ quá, em gấp bánh mà ăn sôi quá em ơi. Cười điểu mình không biết. Chọn con cái bà nội. Em muốn chết rồi. Đây cho con nó nha, nó không gài cái bụng nó suy. Ăn không? Ăn hồi nãy Út cho nó hai con rồi đó. Con. Cái bụng nó suy á. Nè nè, nó ăn cái này nó không tiêu. Chấm nè, mình thấy nó chấm đã không? Chị Hương làm cái chấm thành thấm. Năm này mắm thằng thánh nè. Cái này mà vét vô tay nè. Rồi, mất đi. Tiếp tục. Rồi, bác con sẽ tế. Ừ, sẽ tế cho cô Linh. Linh đằng. Nó đã chăm như là nước bé ấp vậy? Thì bé ấp mà. Bé ấp. Nhưng có bớ không chị bớ cho anh xong. Bữa nay cái bàn của mình đồ ăn khá thịnh soạn nha cô chú anh chị. Gan nó mập nè. Đồ đồng nhưng mà khá thịnh soạn. À. Em bớt rồi. Dứt ra nhanh. Không có đâu, anh phải chế vô. Không phải, em nói là anh phải dứt con miếng chan chan ra. À, vậy đó. Rồi, mình mời cả nhà nha, chan chan đứng nha. Mời cả nhà chan chan đứng mở hành nha. Chị nó là thấy thầy em vậy. Đã luôn, chèo luôn. Để tao lên đây, dễ dở rồi. Rồi, mời cái nhà ăn chan chan nướng luôn. Quá đã, chịu quá. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà luôn nha. Thêm con nữa. Thêm con nữa. Đã quá, đã quá. Này lại phải làm lượt hai ba con. Ừ. Con mời anh bà cô chú. Con đi. Thêm con á. Con nói chèo. Đã quá. Làm vừa dứt vô miệng rồi là phải đưa tiếp tục. Tại có miếng gao rồi vô chèo ơi. Múc rồi. Miếng gao vô chèo. Đã.
leo gao rồi đó. Đọc đi, cái ăn này mà cái đuổi gì? Cay hết thôi à? Cay cay đúng không? Có ớt vậy. Lão rồi thêm. Ớt rồi. Rồi, con ăn nữa. Không ăn cà không ăn? Dạ. Có gì nữa nè. Quá trời. Quá mập. Thôi vô cái đi. Rồi, trà đá chào. Trà đá đâu mà trà đá. Rồi, mời cả nhà uống rượu luôn nha. Mời anh trên thành phố uống với hai chèo em nha. Mời cả nhà nha. Mời anh luôn anh ơi. Của anh ở trên Sài Gòn cho. Tính hết rồi chứ không phút lên nó để đủ lạnh nó để xuống cạn. Vụ này chắc cũng có hai mấy lộ rồi ta. Không mười mấy à? Cái mười mấy hả? Mười mấy hả? Si chu á của chú này. Đúng rồi. Trong ha. Quá đã. 12 độ. 12 độ. Không 12 độ. Im được. Vừa hết chưa? Rượu này ăn đồ nướng này nó đúng rồi. Hôm bữa nhóm có đang bút phê góc chân thấy có chai rượu này nè, đúng không nào? Đúng rồi. Mà không biết rượu gì. Chai 160 chai 100 mấy á. Nó để nó chạy vòng 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 nó liếc anh mập vô cường hoài luôn mà. Chai này nè, chai này luôn nè. Chịu hai anh tẩm chai đi uống. Mà mình đâu dám uống. Mà không biết nó nặng hay nó nhẹ không dám uống. Nếu mà mạnh quá trời cái mình uống mình sợ về gặp giao thông. Càng nướng thơm quá rồi thơm rồi. Mày nói là ngon dân chào. Để miếng bữa đấy. Nhìn thấy món nào. Dạ. Càng nướng là qua đây nè. Quá ngọt. Đi đâu mà đi rồi về hoài rồi ai đâu mà mở cửa hoài. Đổ cho nước kèm. Tắt chắc nó đi. Ra đen trai ơi. Ê, lụm đi nhóc hết trơn nè. Lụm đi rồi. Lụm. Kè mút này nè, trang chi. Có mũi. Em ăn con hẻ con hành nó cay. Cay hả? Con hẻ con này nó béo dữ vậy chứ. Nhưng nó có đồng thơm ha. Con thủng ăn hẻ. Con hẻ ngon. Em ăn cả này nè. Cả nhà mình mà nếu chưa có ăn món này á, bữa nào mình làm giống nhóm ăn nha cả nhà. Thường thấy là rất là ngon luôn. Sao như mà chở cô chú anh chị có con này không? Chờ nhầm chỗ cây số. Cái này nhưng mà sợ ở chợ mà không có bán á. Nhưng mà con này nha. Là nó sống ở nước ngọt nha, nó là nước mặn là nó chết. Sẽ chết, không sống. Mấy kỳ mà nước ngọt nó vô đó, nước mặn nó vô đó cô chú anh chị, chết chưa? Chết. Con này mập thịt nhiều quá chứ, nó bự hơn chim chép nhiều. Ở chợ thỉnh thoảng cũng có bán nhưng mà nhiều khi rộng mấy đêm nó không mập. Anh sợ nó ốm không? Ở chợ được rồi, anh mua con gì ta? Con dọp á, về chết trên kẹo ơi. Mua bữa đó mua đâu 4-5 kg, về chết cỡ 2 kg. Mình đâu biết được. Bắt rồi lâu á, rộng lâu kiểu như bán ngày qua ngày không hết á. Rộng lâu quá. Với mấy con này nếu mà chị bắt lên ha, chị rộng trong vòng cả một ngày thôi là mà với một đêm thôi là nó sạch rồi đó. Anh đưa quay phim nó chấm ra. Rồi. Bấm ghê ha. Múc không con, múc. Ăn này thấy ăn. Thơm thế à. Con đi mới đã chứ con chưa đã đâu. Con chưa đã đâu. Mới ra trả công liền ha. Con chưa đã. Mấy con có mỡ hành nhiều á. Cái vị nó mặn mặn ngon. Không, cái nước chấm này làm ngon là ngon. Đã chưa, đã chưa. Con này đó, con này đá nữa nè. Con này nó mập nè. Mập nữa đâu. Đi chang cha luôn nè, con này nó mập đi chang cha luôn đó. Trời nào nó múc. Đâu bỏ liễu cho cái đầu cá. Nào. Pha lâu rồi. Mấy mà có đậu phộng nó thơm rồi mới ăn. Cái mỡ hành đó cả nhà hồi nãy là Hương quên. Rồi hồi Hương có để thêm một miếng nước mắm với một miếng đường nha cả nhà. Mình làm cho nó mặn mặn ngọt ngọt cái mình chan vô cái con này nó mới ngon á. Những con này mình muốn ăn là phải mất tốn thời gian cả 2 ngày mới ăn được. Cả 2 ngày mới ăn được. Nước ngâm. Nếu ở chợ người ta có bán mình mua về mình ăn liền được. Dạ ăn liền được. Mỗi lần bưng lên khó khăn mình ăn lên là mình phải ăn một cặp mới được. Không ngon chứ ha. Béo. Vô đi để nó tan hết đá rồi. Hết ngon à. 1 2 3
Vô. Trời ơi, hơn uống nước ngọt nữa. Chặt khè nữa, quá đắt, cái này khè á. Bữa nay nấu cà nướng. Dao mà găng. Cà nướng cũng ngon. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái nước chấm nó cũng ngon nữa nè. Ca rất thà, mà nó ngon. Dao rồi nó cũng ngon. Bữa nay món này mọi người chúng sách nó như nó mềm. Còn mắm bò xong tôi đính hình. Bữa nào đi mò ốc lát hay cái ốc gì ta? Ốc phấn làm cái món này cũng ngon lắm nè. Được món không? Chèo về gọng một đêm phải không? Chèo gọng đêm rồi luộc xong phải không? Rồi đi đốn chuối cây hay bẻ cái chuối gì đó, trồng gỗ cái chuối. Rồi mình làm hơi nhiều à, còn nghe cái mình xào xá hết. Hai món nó cũng ngon. Nhưng mà em thấy trộn chuối cây ngon hơn bắp chuối. Ừ, thì cái nào cũng được. Chuối cây nó giòn hơn. Ừ. Giòn hơn. Nhưng mà mình đi ốc đó, nó kêu bằng con ốc quắn nhầm người, nó kêu bằng con ốc đắng thôi. Ốc đắng. Ừ, ốc đắng. Có chỗ nào kêu ốc đắng. Hai món nó cũng ngon. Mình còn không? Còn nước chấm không chế cho Út với cha. Chấm chấm yếu rồi. Ốc đó chèo mà nếu mà chèo trọng hồi xưa chị nó lấy trọng gỏi su đủ á chị. Đúng rồi. Su đủ bào ha. Là đủ bào. Nhưng mà bây giờ mình trộn lại cái chuối cây rất là ngon. Cây chuối mình ra cây chuối. Cây chuối ngon, cây chuối nó giòn. Nó giòn. Cay quá hả? Xin phép uống miếng nước. Nè, nước này nè. Nước này là chị Hương, nước này ngon nè. Chị cũng đỏ lai gai nè. Mấy ốc đó. Cũng đỏ. Cũng đỏ. 12 độ. Gấp đôi bia. Bia có 4 độ rưỡi 5 độ à. Trắng mình là nhiêu độ? Trắng mình chắc cỡ hơn ngoài độ à. Dạ. Người nhìn chỗ ba mấy độ, ủ trắng. Ủ trắng mà nấu mà chưa pha là 3 40 độ, 30 độ. Con này mập quá nè. Cái này nó nhẹ hơn bia hả? Hả? Không, nặng bia chứ. Nặng gấp đôi bia. Nặng hơn bia. Bia có sao? Còn thường thấy bia nó để 5 chấm mấy đó con. Ờ cái này cái gấp đôi bia là. À. Bia nó có 4.5 5 chấm vậy. Mà em thấy mấy đứa nhỏ nó dễ uống à. Nó thấy mì em cũng uống được. Thôi kệ đi, mình vô cái này nữa nè. Đi uống đi, uống nghỉ. Bây giờ mình thấy anh đi uống có nhiêu mà mặt anh lên gì đó. Hết chơi không đi. Thì phải hết chứ. Mấy là xuống nha, mấy bà xuống nha. Không biết đi rồi. Thôi hai con chạy tôi đi ngủ rồi, không ai đi săn bắt đâu. Đi quậy đó. Rồi, vô chèo ơi. Rồi mà cái nhà nữa nha, cái nhà. Cái nhà ngủ luôn. 2 giờ mấy rồi. Cái ngày nướng mà thêm trời mưa râm râm nữa ha. Mưa luôn rồi. Gấp nó mua hết dính rồi. Gấp làm nó hơi vượt rồi đó. Cái nhà mà uống dở bạc rồi mà nó uống bia thì uống cái khoảng có 2 lon 3 lon là dữ lắm rồi đó. Bữa nào vui lắm được 3 lon. Bữa nào tình trạng mà không được vui thì 2 lon. Bữa nào vui không? Bữa nay vui. Vui rồi. Tết chai, người ăn mà cho rượu này nè. Ông hỏi chứ là nữa anh Mập uống mạnh không? Đúng không? Anh Mập 2-3 lon hả? Vui lắm rồi, có 3 lon. Mấy đứa bạn còn nói rượu này nó uống cá thùng. Dữ vậy? Ờ. Rượu lắm rồi, chứ chai mới có một chai cũng say rồi đó. Nó nói rượu này mà nó uống là nó uống cá thùng. Tiếp ra nó mạnh hơn bia nhiều quá. Nó dễ uống mà. Nó dễ uống nhưng mà nó mạnh à. Hai uống vậy thôi chắc ngủ luôn á. Con này cô chú anh chị mình ăn giấc trưa á, đừng ăn giấc chiều nha. Khuyến cáo là vậy. Mình ăn giấc tối á là kiểu như nó nặng bụng lắm, nó khó tiêu. Mình ăn giấc trưa là vừa. Chèo cá lóc này chèo. Khúc lên. Cái này nó này. Cái gì? Cá này nặng lắm. Cá ăn không? Không ăn cá thì không em. Thấy rồi cái này. Cái này nó hơn. Nó chậm. Cho cá để lâu rồi. Có ăn nó ra bỏ ra vậy. Chèo. Ừ. Thôi ăn đi ăn đi. Ăn con này.